Cái này không hơn. Không, mình chả biết cái gì. Anh chả biết là gì. Thôi ông im mẹ á mồm. Mày không biết. Em thấy lựa cái vòng này của cho mẹ đẹp lắm. Vòng này á, vòng này trẻ quá. Đây này, vòng này mới đẹp này, mới đỏ này. Thích lấy cái vòng này. Cái này không hơn. Không, mình chả biết cái gì. Anh chả biết là gì. Thôi ông im mẹ á mồm. Mày không biết. Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Từ vậy mua đi, mình về. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ờ, sao đây em ơi, có gì đây? Anh thấy hai anh em tranh luận ghê thế. Đang lựa cho mẹ cái vòng thì... Ở đâu, ngồi xuống anh xem nào. Ừ, từ nãy giờ thì anh thấy hai anh em đang tranh cãi vấn đề gì đấy. Anh lấy cái vòng này cho mẹ. Cái vòng này nó cứ chọn cái vòng trẻ quá mà mẹ em có tuổi ấy. À. Chọn cái vòng... Là hai anh em là đang muốn mua vòng để tặng mẹ. Đúng rồi. À, nhân dịp gì? Nhân dịp sinh nhật mẹ. À. Thì mẹ em là năm nay bao tuổi? Mẹ năm nay 60. Ok, thì với bác độ tuổi như vậy thì bác sẽ nên chọn cái vòng mà nó có cái ổ đài lớn như này. Đấy, hoặc là cái vòng mẫu 51 thì nó sẽ phù hợp với tuổi hơn em nhé. Còn cái mẫu mà em chọn này thì nó hơi trẻ, nó sẽ không phù hợp với bác.